Phan Bảo Long tố TikToker Gon Bin PR thuốc giảm cân sai sự thật, cầu cứu vì bị CEO nhãn hàng đe dọa. Từng được cơ quan chức năng cảnh báo từ rất lâu, nhưng thời gian gần đây, thuốc giảm cân lại bất ngờ nở rộ trên TikTok, được rất nhiều TikToker và người nổi tiếng quảng cáo. Trước tình trạng này, Phan Bảo Long đã đưa một hình thức quay clip ghép đôi với hàng loạt hot TikToker và chỉ trích những người này không hiểu gì về y khoa hay chuyển hóa và đang hại người Việt. Trong số những TikToker bị Phan Bảo Long gọi tên TikToker Gon Bin với hơn 800.000 người theo dõi, cô nàng tham gia quảng cáo sản phẩm viên sữa giảm cân được cho là có xuất xứ Hàn Quốc. Trong clip, nữ TikToker làm tình huống là uống trà sữa cũng không sợ béo vì đã có thuốc giảm cân. Đi đâu mẹ kẹp nách một lọ này thôi là ăn uống thoải mái à? Người này nói. Ở video của mình, Phan Bảo Long tỏ ra khá bức xúc. Anh đưa ra những con số thống kê rằng tỷ lệ béo phì ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ đều cao hơn Việt Nam. Các bạn nghĩ các bạn nổi tiếng là các bạn có thể nói về những thứ này sao? Long hy vọng TikTok coi lại việc này đi, Phan Bảo Long bày tỏ. Không dừng lại ở đó, Phan Bảo Long còn làm thêm rất nhiều video khác tuyên chiến với đội quân thuốc giảm cân trên TikTok. Trước đây Long đã từng nói nhiều rồi, nhưng thời gian gần đây nó lại nở rộ lại vì TikTok cho bán hàng cho quảng cáo và boost booking KOL mà toàn KOL không có liên quan gì đến y khoa, không có kiến thức gì luôn, Bảo Long nhấn mạnh. Bên cạnh đó, anh cũng mong cơ quan chức năng sẽ biết đến video của mình và giải quyết vấn đề này để bảo vệ người tiêu dùng. Về Phan Bảo Long, anh là founder của một startup cung cấp phương pháp giảm cân chuẩn y khoa, từng gây bão khi lên Shark Tank gọi vốn. Ngoài ra, Long cũng là kiện tướng thể hình quốc gia với nhiều thành tích ở các giải trong nước và quốc tế. Trước đây, anh từng là cựu giảng viên bộ môn hóa sinh khoa y dược, trường Đại học Tây Nguyên. Trên mạng xã hội, Phan Bảo Long sở hữu kênh TikTok 1,1 triệu người theo dõi, chuyên làm về nội dung về giảm cân cũng như chia sẻ quan điểm cá nhân. Chính chủ lên tiếng thừa nhận tự ý cắt đi thông tin quan trọng khi quảng cáo. TikToker Gon Bin đã làm clip lên tiếng giải thích sự việc vào cuối tuần vừa qua. Theo đó, khi thấy video của Bảo Long, cô nhanh chóng ẩn video quảng cáo của mình để đối chất với thương hiệu và chờ phản hồi. Theo đó, thương hiệu sữa giảm cân này vẫn cam kết đây là sản phẩm đã được chứng nhận an toàn thực phẩm và được phân phối hợp pháp tại Việt Nam, có các giấy tờ liên quan để chứng minh. Ngoài ra, phía thương hiệu cũng đang làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề. Về phần mình, nữ TikToker khẳng định 3 vấn đề. Thứ nhất, Gon Bin luôn đứng về phía khách hàng và followers, sẵn sàng bỏ tiền túi để trả cho những người đã mua sản phẩm sau khi xem video của Gon và chi trả tiền điều trị nếu người đó gặp vấn đề sức khỏe sau khi sử dụng sản phẩm. Thứ hai, Gon Bin chưa từng vì tiền mà bất chấp PR sản phẩm. Trung bình mỗi ngày nhận 20 email và tin nhắn booking quảng cáo, trong đó cô từ chối khoảng 50% vì sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc hoặc không phù hợp với kênh. Khoảng 50% còn lại thì trao đổi kỹ hơn và tự tìm hiểu sản phẩm rồi mới nhận từ không đến 3 job trong số đó. Thứ ba, Gon Bin chưa từng nhận một sản phẩm nào liên quan đến cân nặng, trừ sản phẩm này vì đã tìm hiểu. Cô cho biết team mình có thiếu sót khi chưa có thành viên đủ chuyên môn để kiểm soát các thành phần trong sản phẩm có gây tác dụng phụ hay không và thừa nhận lỗi lớn nhất của mình. Ngoài ra, Gon cho biết thêm đích thân mình đã sử dụng sản phẩm này và còn giới thiệu cho bạn bè họ hàng, thậm chí mẹ đẻ lẫn mẹ chồng sử dụng. Cuối cùng, cô gửi lời xin lỗi một lần nữa và mong mọi người cùng chờ phản hồi từ brand. Phan Bảo Long bị đe dọa. Phan Bảo Long cũng nhanh chóng có phản hồi và giải thích của Gon Bin. Anh cho rằng cô đang đánh tráo khái niệm đánh lận con đen, dùng chiêu bài truyền thông để tránh lỗi. Khi mình sai thì ok, mình nói sai thông điệp, mình xin lỗi. Từ nay mình không bao giờ nhận booking sản phẩm như vậy, hoặc mình nói lại về sản phẩm đó. Từ khi nào mà chúng ta dùng công cụ truyền thông để đánh lừa, xỏ mũi người tiêu dùng? Đây là truyền thông bẩn, Bảo Long nói. Vào tối 19 tháng 3 và sáng 20 tháng 3, Phan Bảo Long liên tiếp có cập nhật mới về sự việc. Anh cho biết mình đã nhận được email của người tự nhận là CEO thương hiệu viên sữa giảm cân. Trong email, người này khẳng định nếu sau ngày 20 tháng 3 Bảo Long không phản hồi thì phía thương hiệu sẽ gửi đơn đến cơ quan chức năng để tố cáo Long là người có sức ảnh hưởng nhưng lại đăng tin giả, đồng thời xem xét khởi kiện, yêu cầu bồi thường giá trị thương hiệu, yêu cầu xóa video tố và làm video đính chính. Trả lời cho những yêu cầu này, Phan Bảo Long tuyên bố mình không làm theo. Anh cho biết thêm, sẵn sàng đối chất tại tòa nếu bị kiện và tất cả những điều đã làm đều vì người tiêu dùng. Đến sáng 20 tháng 3, kênh bán hàng của Phan Bảo Long đã bị khóa, còn cư dân mạng vẫn đang dành rất nhiều sự quan tâm đến sự việc.